Xin chào cả nhà thân yêu, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Mr. Money. Hôm nay thứ bảy, hôm nay ở ngoài trời thời tiết rất là xấu cho nên mình không có đi ra ngoài. Hôm nay thì cả nhà mình ở trong nhà, các con mình thì ở trong phòng, còn ông xã mình thì đang làm chút việc. Và mình lên đây mình tám với mọi người một chút xíu cho vui. Ở đây mình đang có một trái bưởi này hôm bữa mình mua. Giá là hôm bữa có khuyến mãi á mọi người. Giá bình thường á là 2 euro một trái, tức là khoảng 50 khoảng 54.000 55.000 một trái. Mà hôm bữa mình thấy khuyến mãi xuống còn có 1 euro 50. Tức là giảm được 14.000 á mọi người, giảm được 14.000, tức là còn 40 mấy ngàn một trái ha, 40 gì đó. Mình xẻ ra cho mọi người xem là bên trong có ngon không ha. Mic, hello, cái sao? Vâng, hello, xin chào cả nhà. Ông xã mình vừa nói xin chào cả nhà, nghe có rõ không mọi người? Ông xã mình đang tập nói tiếng Việt dần dần đó. Anh tên gì? Anh tên gì? Chẳng gì Anh tên gì? Hay vì hay su? sao what is Tôi that tên sao tôi tên Andreas Andreas. Ở nhà gọi là Andy. Andy Andy. Anh bao nhiêu tuổi? Qualcomm. Nay anh bao nhiêu tuổi? À Ông xã sao? mình hỏi bao nhiêu tuổi nhưng mà chưa hiểu. Hỏi là khỏe không? Khỏe không is vì guess. Bao nhiêu tuổi is vì Sao? ad. Vì tối. À sao tôi sắc mà. Tối. Một That's size ich. mốt 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 Nick một. mốt 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 Fear mốt is mốt 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 bốn bảy. mốt mốt Tính An Giang 1 tuổi, 47 tuổi nhưng mà tính nó là 46 tuổi. Lúc nào cũng tự nhận mình là trẻ hơn tuổi á mọi người. Lúc nào cũng nhận là trẻ hơn chứ không có chấp nhận là đã Xin nick 47 LC bon boy, tuổi. selfie. Ý học cái sách tu Mod. tu viết nick as a tiên đã su si phần phước Nick gì. Anh nói là anh nhìn anh như là 25 tuổi á mọi người. Mình hay ghẹo, mình nói là sắp 50 rồi nhưng mà không có chấp nhận. Ich sage Ô ich. thì du ai sao Ich sage immer, dass du mit bald 50. What? Trái bưởi ngon không mọi người? Trái bưởi mình mua bưởi á, thì hồi trước mình nhớ là hồi trước ở Việt Nam mình cũng rất hay mua bưởi và cái cô bán bưởi á cô mới nói cho mình biết là khi mà lựa bưởi á thì lựa cái đít nó bằng như vậy nè mọi người, với lại ở giữa này nó trũng vào nè, thì cái bưởi nó sẽ là trái bưởi chín, trái bưởi ngon hơn. Thì khi mà mình mua đó mình cũng hay chọn như vậy, thì mình thấy nó khá ngon luôn nè mọi người, vỏ rất là mỏng và khi mà mình lột ra đó, khi mà mình cầm lên mình thấy khá là nặng. Mình lột ra thì mình thấy muối, thấy cái vỏ nó rất là mỏng và tới Sai muối best bia Việt Nam và Sài Gòn bia, thế là best bia. nè. Yeah. Ông xã mình nói là khi mà sang Việt Nam á, là anh thích uống bia Sài Gòn nhất. Anh nói là bia Sài Gòn rất là ngon luôn. Thích uống bia Sài Gòn, bia chai á mọi người. Anh cũng thử nhiều loại bia ở Việt Nam và thích bia Sài Gòn. Anh kêu bia Sài Gòn rất là ngon. Masu đi Meissen, Sài Gòn bia đó. Yeah. Geschmack wie deutsche Sắc. Bier. Tôi thích uống. Das heißt, ich mag trinken. Tôi Tôi thích. tết ông Sài Gòn bia. Tôi thích uống bia Sài Gòn. Bia Sài Gòn. Yeah. Ok. Sắc mà nó mà. Tôi tết ông bia Sài Gòn. Super. Tôi thích uống bia Sài Gòn. Bia Bia hết rồi. hết Mỗi lần về Việt Nam á mọi người là uống uống anh bình thường anh rất rất là ít uống bia, nhưng mà
Về Việt Nam uống bia nhiều á, uống lần chừng 5 chai là xỉn lăn bò ra rồi, là ói lên ói xuống. Về quê uống bia nhiều á, nó gọi là uống nhiều nhưng mà chỉ uống chừng 5 chai là coi như là xỉn không biết gì nữa rồi. Kể du hast du kannst ungefähr 5 Flaschen, dann bist du total besoffen. Na was? Mehr? Doch. Na was? Halte Kiste, kann À, schon. Ja? cái kêu là nó uống được nửa két nhưng mà xạo, mọi người mình thấy là uống được chừng 5-6 chai là lăn ra rồi. Fünf Bier besoffen. Komplett. Du kannst 5 Bier, sei kein Nichts? Bier, du hast 5 Stück und Na fertig. war ja mehr getrunken. Und Schnaps habe ich auch noch getrunken. Bưởi lột ra muối ngon quá nè mọi người. Machst du auch? Nein, danke. Ich habe Kaffee, das ist nicht verboten. Ok. Grapefruit. Mình đang cố tập cho ông xã mình nói tiếng Việt hàng ngày. Trước đây thì anh biết nói một vài từ thôi nhưng mà thường là anh lười lười nói lắm. Nhưng mà mình sẽ tập cho nói nhiều hơn và tập cho các con nói tiếng Việt nhiều hơn. Thì có khá nhiều bạn hỏi là tại sao mình không tập tiếng Việt cho con. Con mình thì lúc trước lúc còn nhỏ đó nói tiếng Việt cũng tốt lắm mọi người, nhưng mà khi mà lớn lớn lên một chút á, đi học rồi về về nhà lười nói tiếng Việt lắm, bắt nói thì mới nói nhưng mà xong rồi từ từ rồi lười quá rồi cũng quên hết á mọi người, nói được từng từ thôi chứ còn để nói chuyện bình thường thì chưa chưa có nói được, nhưng mà mình sẽ cố gắng mình tập lại. Mình kêu ông xã mình là hỏi xem là Không. từ khỏe không. Du musst sagen, bạn khỏe không? Hả? Bạn khỏe không? Das heißt, wie geht's dir? Bạn khỏe không? Yeah, Was? yeah. Bạn khỏe không? Bạn khỏe không? Bạn khỏe không? Yes. Yes, Und wenn ich frage, bạn khỏe không? Das sagen zum Beispiel, wo Dann geht's nach? dann dann Wohin wie? muss die denn À, Hà tôi muốn đi đến Hà Nội. Đã tự biết nói đó mà câu câu đó không biết học từ hồi nào. Tôi muốn đi đến. Nội? Seit wann hast du diese Wort gelernt? Wie gesagt. Lange her. Also, Wo ich dich noch nicht gekannt tôi muốn đi đến Long habe. An. Ja. Oder... Warte mal. Wie hat es nur gegangen? Was kostet das und das? Ich weiß gar nicht. Was kostet Ja. Bao nhiêu? bao nhiêu tiền? À, bao nhiêu tiền? Anh Yeah. hỏi là khi mà hỏi cái gì cái giá bao nhiêu đó là như thế nào thì tiếng Đức gọi là wie viel kostet es, tiếng Việt thì là cái đó bao nhiêu tiền. Chắc là từ giờ mình sẽ xin tập cho anh nói hơn thì anh sẽ nói được nhiều hơn. Còn trẻ con á mọi người thì mỗi lần mà về Việt Nam á, về chừng 1 tuần 2 tuần là đã nói được tiếng Việt rồi, trẻ con học rất là nhanh. Hồi xưa mình cũng ỷ lại đó, tại vì mình thấy khi mà con mình về Việt Nam á chỉ 2 tuần thôi là đã có thể nói chuyện được rất là tốt với lại ông bà rồi, học rất là nhanh luôn. Thế là lúc đó mình không có nghĩ nhiều, mình cứ nghĩ là khi nào về đó học rất là nhanh. Nhưng mà giờ lớn càng ngày càng lười nói. Oh. Cốt đi, cốt từ grapefruit. Có mấy à? Đó, mình lột ra được như đây nè mọi người. Còn một nửa trái thì mình không có lột hết, lột tới đâu ăn tới đó ha. Tại vì lột hết để nó khô á, cho nên là mình lột vào nửa trái thôi. Có mấy à? Ok. Hôm nay thì mình làm một cái video ngắn thôi ha, để cho mọi người xem là ông xã mình đang học tiếng Việt như thế nào, và cho mọi người xem cái trái bưởi 40.000 đồng nó rất là ngon luôn ha mọi người. Ở Đức giá trái cây thực phẩm không có mắc. Bây giờ thì mình xin dừng video lại đây. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video, và nếu các bạn cảm thấy thích video này thì nhớ bấm like, bấm share và bấm đăng ký kênh để đón xem những video mới nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều và xin hẹn gặp lại ở video lần sau. Tạm biệt mọi người. Đang viết một nơi.
tạm biệt mọi người. Tạm biệt mọi người. Ở đây là tạm biệt cả nhà. Tạm biệt cả nhà. Bye bye. Bye bye. Bye bye. To everyone.